Mùa thuế đã đến, hãy liên lạc ngay. DIP Consultants là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm, chuyên cung cấp tất cả các dịch vụ về thuế, hưu trí và đầu tư. Điện thoại 833-633-6969. Quý vị hãy vào trang web staysmartdoyourpart.com hoặc gọi số 832-927-8787 để ghi danh chờ đợi được chích ngừa. Công ty dược thảo Cảnh Thiên duy nhất tại miền Nam Cali, điện thoại 714-775-1069 hay 855-775-1069. Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn, và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chiều tối ngày hôm nay là ngày 12 Tây của tháng 4 của năm 2021, và chương trình Luật Di trú và Nhập tịch được trực tiếp gửi tới quý vị từ 6 giờ chiều cho tới 7 giờ chiều tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong chương trình chiều tối nay thì chúng ta sẽ có những phần sau đây. Đầu tiên là Tuấn có cái bản tin, không nhất thiết bản tin mà cái flyer của cơ quan của hải quan và cơ quan bảo vệ biên giới, để cho quý vị tìm hiểu thêm về những cái thủ tục giấy tờ nào mà quý vị có thể lên máy bay khi quý vị ở ngoài nước Mỹ để vào nước Mỹ. Rồi trong chương trình này chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng cái visa bulletin của tháng 4 của năm 2021. Và trong chương trình này chúng ta cũng tiếp tục đón những cái câu hỏi và cái thắc mắc của quý vị. Cho nên nếu mà quý vị muốn chuẩn bị thì gọi vào cho chương trình chiều tối nay, số điện thoại là số toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn tại thành phố Houston. Cho nên quý vị ở thành phố Houston có thể đón xem chương trình qua Viettv 27.6 và cùng một lúc cũng có thể lắng nghe chương trình qua Viet Radio 1560 AM. Còn quý vị ở Dallas thì có thể đón chương trình qua Viettv 22.2, và quý vị ở bên khu vực San Jose, California thì chương trình gửi tới cho quý vị qua Viettv 17.6. Chương trình Luật Di trú cũng xuất hiện tại Facebook và Viettv Online, và chương trình đều được upload hết để cho quý vị có thể coi lại hoặc là xem lại trên YouTube. Và thưa quý vị, nói về cái vấn đề YouTube thì cho Tuấn có một cái thông báo để gửi tới cho quý vị về những cái chương trình trên YouTube. Từ năm 2011 cho tới bây giờ, nghĩa là sắp sửa được 10 năm rồi, 10 năm anniversary rồi, thì tất cả những cái chương trình Tuấn Thâu, cho dù là trước đây của Việt Face rồi sau này Việt TV, hoặc là nhiều khi Tuấn Thâu ở ngoài để Tuấn gửi cho quý vị trong đài truyền hình của Việt TV, thì Tuấn đều upload hết trên YouTube để cho quý vị có thể theo dõi và tìm hiểu thêm. Nhiều cái khúc đoạn Luật Di trú nó không có thay đổi nhiều, nhưng mà mỗi cái chương trình Tuấn đều upload hết cho quý vị trên YouTube của luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn. Thì mỗi lần Tuấn upload thì Tuấn cho quý vị biết là chương trình số mấy. Cho nên Tuấn coi lại suốt cả một năm mấy thì Tuấn đã đếm nhầm hơn một tí. Cho nên chúng ta đang trong chương trình 451 nha. Cho nên ngày hôm nay là ngày 12 Tây tháng 4 của năm 2021, là chúng ta đang trong chương trình 451, còn lại 49, sau ngày hôm nay còn lại 49 chương trình nữa là đủ 500 chương trình. Thưa quý vị, lý do tôi nói như vậy là tại vì nhiều khi tôi nói về cái khúc đoạn luật này hoặc cái tình trạng này, tôi reference lại cái chương trình nào đó để cho quý vị có thể tìm hiểu thêm. Cái này không phải ảnh hưởng tất cả mọi người đâu, nhưng mà Tuấn thấy một số người tìm hiểu cái đạo luật giống như C-SPA, hoặc là cái tình trạng nếu mà mình muốn lựa chọn con đường nào để mình đưa bảo lãnh người yêu của mình đi từ Việt Nam qua bên này, thì coi những cái chương trình để tìm hiểu thêm. Nhưng mà Tuấn để cho mỗi cái chương trình có con số để cho mình dễ mình nói chuyện thôi. Nhưng mà cách đây khoảng năm mấy thì Tuấn đã đếm nhanh một tí. Thì cho Tuấn xin lỗi quý vị, nhưng mà chúng ta bắt đầu chỉnh lại là cái chương trình ngày hôm nay là chương trình 451, và đó là trên YouTube nha cho quý vị. Cái thứ nhì mà Tuấn cần đề cập
là Tuấn biết một số quý vị đang bị kẹt ở Việt Nam, cho dù là COVID hoặc là cho dù không có chuyến máy bay, rồi quý vị không có chuẩn bị re-entry permit, rồi bây giờ quý vị muốn trở lại đây nhưng mà đã ở Việt Nam trên một năm rồi, thì như thế nào để có thể trở lại đây? Thì cái đó là cái vấn đề mà Tuấn đã đề cập cho quý vị cách đây 2 tuần trong cái chương trình của 449 mà đã xuất hiện cho quý vị vào ngày 29 tây tháng 3 của năm 2021. Thì hôm nay Tuấn thấy một cái tờ giấy mà của cơ quan của Hải quan và Bảo vệ biên giới đưa ra, thì Tuấn thấy cái tờ giấy này nó rất là thông dụng. Và nếu mà quý vị muốn thì quý vị có thể screenshot cái tờ giấy này, mà nếu mà đã ảnh hưởng quý vị thì quý vị có thể đưa ra cái hãng máy bay bên Việt Nam để cho người ta tìm hiểu thêm. Nhiều khi mấy cái chi tiết này là chi tiết mà mình nói là những cái chi tiết public information, là những cái tài liệu của công cộng thôi. Nghĩa là đây là một cái chi tiết trực tiếp của cái cơ quan nhà nước cung cấp để nhắc nhở những cái hãng máy bay là những cái giấy tờ nào mà có đầy đủ để cho người ta lên máy bay. Đó. Thì đây là một cái flyer hoặc là một cái tờ giấy để nhắc nhở tất cả những cái máy bay hàng không là như thế nào là những cái giấy tờ mà chính thức để cho phép người ta lên máy bay để vào nước Hoa Kỳ. Thì Tuấn chỉ nói sơ qua thôi. Những cái này Tuấn nói chi tiết hơn cho quý vị nào mà ở ngoài nước Mỹ trên một năm mà không có quốc tịch, mà không có re-entry permit vào cái chương trình 449 vào ngày 29 tây tháng 3 vừa qua. Thì đầu tiên trong cái flyer này cho biết rằng là cái tình trạng thẻ xanh mà không có ngày hết hạn. Đúng, nó còn cái thẻ xanh đó. Cái thẻ xanh đó là cái thẻ xanh bằng giấy, người ta ép plastic vô. Đây là những cái thẻ xanh rất là cũ mà xảy ra thời điểm năm 80 và đầu năm 90. Chính bản thân Tuấn, trước khi Tuấn vào quốc tịch, Tuấn có cái thẻ xanh này. Là cái thẻ xanh nó không có ngày hết hạn. Nó không có cái ngày hết hạn. Thì nó vẫn còn giá trị nha, cho dù nó cũ như vậy. Nhưng mà khi mà vào tới hải quan thì hải quan sẽ cắt một khúc đi rồi bắt người ta làm cái thẻ xanh mới. Nhưng mà cái thẻ xanh không hết hạn như vậy cũng là cái chứng từ để cho người ta là thường trú nhân, để các hãng máy bay có thể cho phép người ta lên máy bay. Đây nó quan trọng cho hãng máy bay là tại sao? Tại vì nếu mà hãng máy bay mà không có làm đúng theo cái yêu cầu hoặc cái mặt luật của chính quyền Hoa Kỳ, thì khi người ta đưa một người đó tới biên giới của nước Hoa Kỳ mà không có làm theo cái thủ tục thì các hãng máy bay có thể bị phạt. Cái thứ nhì là cái cuốn sổ re-entry permit. Nếu mà cái cuốn sổ re-entry permit mà cuốn sổ bằng gốc nha, chứ không được copy, mà vẫn còn hiệu lực thì cho người ta vào. Thẻ xanh có ngày hết hạn 10 năm. Nếu mà cái thẻ xanh nó chưa hết hạn 10 năm vẫn có thể là có hiệu lực. Những cái thẻ xanh đã hết hạn mà người ta đang xin gia hạn, thì đây cái flyer nói rất là rõ ràng là trước tháng 1 của năm 2021 thì sở di trú gia hạn cái thẻ xanh cho người ta khi người ta hết hạn, dán cái sticker đằng sau. Nhưng bắt đầu ngày tháng 1 của năm 2021 thì người ta cung cấp cái receipt, thì trong cái receipt gia hạn thẻ xanh cho người ta thêm 12 tháng. Nhưng mà cái receipt nó phải là bản gốc nha. Cho nên nếu mà quý vị đang gia hạn thẻ xanh, nhận được gia hạn thẻ xanh 10 năm nha, nhận được cái receipt của sở di trú sau khi quý vị đóng $540, sở di trú gửi cho quý vị cái receipt, thì cái receipt đó là bản gốc với cái thẻ xanh hết hạn với cái hộ chiếu thì có quyền vào nước Mỹ, giao vô vào nước Mỹ. Những cái thẻ xanh nào mà trước đây gia hạn mà người ta dán cái sticker đằng sau cái thẻ xanh thì nó vẫn còn hiệu lực cho tới cái ngày nó hết hạn ha. Nhớ là tất cả những cái giấy tờ này phải bản gốc nha, chứ copy người ta không có chấp nhận. Rồi thường trú nhân 2 năm đổi qua 10 năm thì người ta cũng cho biết rằng là nếu mà những người này mà đang chuyển cái thẻ xanh 2 năm qua 10 năm, cái receipt, cái biên lai của sở di trú mà gia hạn thêm 18 tháng nó có hiệu lực và có quyền cho phép người ta vào nước Hoa Kỳ. SP1 là nếu mà người ta ở quá trên 1 năm không xin re-entry permit mà người ta phải làm thủ tục để vào nước Hoa Kỳ, thì cái lãnh sự quán cho người ta trở lại thì vẫn có giá trị luôn. Cho nên đây là cái nhắc nhở của cái cơ quan bảo vệ biên giới Hoa Kỳ với hải quan, nhắc nhở những cái hãng máy bay hàng không cho biết rằng là những cái giấy tờ nào là được để cho người ta lên máy bay mà không có thể bị phạt. Nhưng mà Tuấn muốn chú ý cái này, cái khúc đoạn cuối cùng nó rất là quan trọng. Tại vì
nhiều khi cái hãng hàng bay hàng không, especially bên Việt Nam, trở thành cái vai chức mà nó không có trong cái trách nhiệm của chính phủ Hoa Kỳ. Đây người ta nhắc nhở rằng là hãng máy bay hàng không không có được quyết định người ta được không có được quyết định cái quyền cấm người ta vào hay không cấm người ta vào nước Hoa Kỳ, căn cứ vào những cái giấy tờ người ta cung cấp. Nếu mà có thắc mắc gì, thì người ta nhắc nhở nha, đây là cái cơ quan hải quan với bảo vệ biên giới Hoa Kỳ nhắc nhở rằng là cái máy bay hàng không phải liên lạc với cái Carrier Liaison Group, là cái hội mà người ta có liaison với cái lãnh, với cái hàng không, với cái lãnh sự quán, hoặc là những cái văn phòng mà cố vấn cho cái hãng máy bay hàng không. Cho nên hãng máy bay hàng không không có thể tự quyết định cấm người ta vào hay là như thế. Cái đó là dành riêng cái vai trò của chính phủ Hoa Kỳ. Nếu mà cái hãng máy bay có thắc mắc gì thì hãng máy bay phải liên lạc với cái cơ quan. Đây ở Sài Gòn là cái cơ quan lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Cho nên những cái hãng đó nó có điện thoại, có email hoặc là những cái chi tiết để có thể trực tiếp liên lạc với cái nhân viên mà cố vấn cho cái hãng hàng không. Nhớ tất cả các hãng hàng không nó có cái sự liaison, nghĩa là cái sự liên lạc giữa cái hãng máy bay hàng không với cái lãnh sự quán. Cho nên quý vị hoặc là luật sư không có thể trực tiếp liên lạc được, nhưng mà có thể yêu cầu cái máy bay hàng không là tất cả giấy tờ này đúng. Nếu mà không cho người ta vào theo này thì yêu cầu cái hãng máy bay đó liên lạc với cái cơ quan mà cố vấn cho người ta, thì đa số trong ở Sài Gòn là cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Cho nên Tuấn thấy cái này nó rất là thông dụng, và Tuấn tính gửi cho một hai người mà đã liên lạc với Tuấn qua email để cho người ta có thể trình bày cho nhân viên ở sân bay cho nó rõ ràng hơn. Thưa quý vị, tới phần kế tiếp thì Tuấn mời quý gọi vào cho chương trình chiều tối nay. Số điện thoại là số toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Trên đường dây đầu tiên thì cho Tuấn xin mời chị Thụy ở San Francisco, California. Xin mời chị Thụy lên tiếng đi ạ. Dạ, chào luật sư. Em là ba của em có bảo lãnh cho gia đình cái diện F3 đó được 10 năm rồi. Mà tụi em là Canadian, mà em qua đây được 6 năm làm việc y tá, cái dạng TN visa. Thì không biết có cách nào để mà đổi được green card cho nó nhanh hơn là chờ cái diện F3 thì nó lâu quá đó luật sư. Cho Tuấn hỏi cái cơ sở y tế, cho dù là bệnh viện hoặc là các clinic có chịu bảo lãnh cho chị hay không? Không, họ không có chức năng bảo lãnh. Họ cho mình làm với TN visa, cái họ không có bảo lãnh mình. Mình muốn làm tới chết cũng được nữa, nhưng mà green card thì không bao giờ được hết. Ok. Hồ sơ ngày ưu tiên là ngày nào vậy chị? Tháng Giêng năm 2011. Đã được sở di trú chấp thuận chưa? Dạ, không có tí gì hết. Mà mình đường đó, mình hỏi này kia, người ta nói chỉ chờ thôi. Ok. Khi ba của chị, nộp cho sở di trú cái 130, ông ta có nhận được cái biên lai của sở di trú không? Thì có một cái biên lai nói là có cái biên lai nhận tiền không? Rồi cái này là priority day là ok, cho nên đã chấp thuận rồi. Chấp thuận hồi nào vậy? Không, cái này không phải là approval notice đâu. Cái này không xin phải lỗi chị, nếu mà người ta cho cái lá thư mà... Xin lỗi chị, cho Tuấn nói cái này. Nếu mà chị có cái lá thư của Bộ Ngoại giao, là National Visa Center của US Department of State, cho biết cái ngày priority date, nghĩa là hồ sơ đã được sở hữu chấp thuận chuyển qua Bộ Ngoại giao rồi. Ok. Cho nên cái ngày ưu tiên là ngày nào, đọc lại cho cái Tuấn cái priority date cái. Dạ, January 9, 2011. Ok. Và chị và chồng của chị vẫn còn hôn thú phải không ạ? Đúng rồi. Ok. Cảm ơn chị. Tuấn biết là chị đang gọi vào cho chương trình qua điện thoại của chị. Thưa chị, nếu mà chị nghe không kịp cái câu trả lời, nhớ sang chương trình này và tất cả những cái chương trình trước đều được upload trên YouTube hết. Cho nó khoảng 1-2 ngày. Cảm ơn chị rất là nhiều. Thưa cảm chị. Cảm ơn luật sư. Dạ vâng, thưa chị. Hồ sơ bảo lãnh F3, cho dù
ở Canada hoặc ở Việt Nam nó cũng giống nhau hết, chờ đợi nó rất là lâu chị. F3 thì cái ngày mà có quyền được phỏng vấn là năm 2009 chị. Nhưng mà cái ngày mà có thể, xin lỗi, cái ngày mà có quyền được phỏng vấn á, có quyền được phỏng vấn là năm 2008. Nhưng mà cái ngày mà đúng có rồi. Quyền được chuẩn bị hồ sơ là tháng 6 của năm 2009, tháng 6 của năm 2009. Cho nên đây là cái vấn đề mà chị cần theo dõi nha. Là cái ngày ưu tiên của chị là tháng 1 của năm 2011. Nó đang cho phép chuẩn bị hồ sơ vào ngày 22 tới tháng 6 của năm 2009. Nghĩa là còn bao lâu? Còn 18 cho tới 24 tháng nữa. 18 cho tới 24 tháng nữa thì tới cái hồ sơ của ba của chị mà có thể được chuẩn bị cho phỏng vấn ở Montreal, hoặc là nếu mà lúc đó chị và chồng của chị vẫn còn ở trong nước Hoa Kỳ và vẫn còn ở đây đúng theo luật pháp mà không có làm gì trái với cái điều luật của cái TN visa. TN visa là cái thị thực dưới cái hiệp ước của NAFTA. Nếu mà không có làm gì trái, nghĩa là cái TN visa của công ty A thì phải làm cho công ty A thôi chứ không được làm cho công ty B hoặc công ty C. Cho nên nếu mà chị ở đây và chị giữ theo tất cả cái điều kiện đúng theo luật pháp thì tới lúc đó chị vẫn có quyền xin thẻ xanh ở đây, không nhất thiết phải trở về nước Canada để làm thủ tục qua Canada. Đó. Tất cả cái chi tiết này nó hơi rắc rối một tí, cho nên hy vọng chị và ba của chị có một luật sư cố vấn cho. Nhưng mà hiện tại bây giờ ưu tiên 3 nó rất là chậm. Và nếu mà cái cơ sở thương mại mà đang mướn chị làm việc y tá mà người ta không có muốn làm thủ tục thẻ xanh cho chị thì cái đó là quyền của người ta, thì chị và chồng của chị phải chờ theo cái ngày ưu tiên của ưu tiên 3 của ba của chị đang nộp hồ sơ bảo lãnh. Cảm ơn chị Thủy rất là nhiều. Bây giờ cho Tuấn xin mời đường dây kế tiếp, đó là anh Huệ ở Houston, Texas. Xin mời anh Huệ lên tiếng đi ạ. Anh Huệ ở Houston, Texas, xin mời anh và nhỏ cái TV xuống và nói chuyện trực tiếp qua điện thoại đi anh Huệ. Ok, anh Huệ, anh đang trong đường dây điện thoại đó anh Huệ, làm ơn nói chuyện qua điện thoại. Dạ. Ok, mời anh Huệ trình bày cái câu hỏi và cái thắc mắc của anh đi ạ. Dạ. Ok, tắt TV đi anh, nói chuyện qua điện thoại với tôi đi ạ. Dạ chào luật sư, em tên Huệ luật sư. Dạ vâng. Em hỏi mẹ có thẻ xanh mà bảo lãnh con độc thân. Ok, mời Huệ tiếp tục trình bày đi Huệ. Mẹ em tên Huệ ở Houston, mẹ có thẻ xanh bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi. Dạ vâng, cứ tiếp tục trình bày đi Huệ. Tuấn để cho Huệ nói hết rồi sau đó Tuấn trả lời cho Huệ. Dạ, mẹ có thẻ xanh bảo lãnh con trên 21 tuổi, họ thảnh tháng 1 2016, rồi nộp bảo giấy tài trợ hồi tháng 12 năm 2015, rồi dị đợi bao lâu mới phỏng vấn được chứ. Ok, cảm ơn anh rất là nhiều và cúp điện thoại đi Huệ. Tôi rất là hy vọng khi quý vị gọi vào, Tuấn biết là rất là nhiều điện thoại. Và cái điện thoại mình sử dụng là VoIP, Voice Over Internet Protocol. Cho nên nhiều khi cái điện thoại khi quý vị gọi vào là nó sử dụng cái technology đó là Internet. Cho nên nhiều khi nó có một hoặc là hai giây delay, chậm một tí thôi. Nhưng mà cố gắng nói chuyện bình thường và chuẩn bị cái câu hỏi và cái thắc mắc luôn. Nếu mà gọi vào rồi mà nói chuyện trực tiếp với Tuấn, làm ơn và nhỏ cái TV xuống và nhỏ cái radio xuống rồi trình bày cái câu chuyện hết cho Tuấn, rồi Tuấn sẽ cố gắng trả lời cho. Và anh Huệ, nếu mà đây là cái câu hỏi của mẹ cho mẹ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, cái ngày ưu tiên là tháng 1 của năm 2016. Tháng 1 của năm 2016 thì được chuẩn bị thôi nhưng mà chưa được lên danh sách phỏng vấn nha. Nếu mà anh theo dõi cái visa bulletin đó, thì anh thấy cái found đây là cái ngày được chuẩn bị hồ sơ là tháng 6 của năm 2016. Nhưng mà cái ngày được phỏng vấn là tháng 8 của năm 2015. Cho nên cho dù hồ sơ hoàn tất rồi thì phải chờ cái ngày đáo hạn để được phỏng vấn. Thì Tuấn nghĩ có thể là sang năm mới phỏng vấn được. Cảm ơn anh Huệ rất là nhiều.
Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi cái phần B của cái visa bulletin của tháng 4 của năm 2021. Xin mời quý vị theo dõi. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 4 năm 2021, bảng B, Day for Filing, dành cho những hồ sơ bảo lãnh đã nhận được giấy chấp thuận từ sở di trú và đã chuyển tới trung tâm visa và hiện đang chờ trung tâm visa cho phép chuẩn bị đơn bảo trợ tài chánh. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 15 tháng 9 năm 2015. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 3 năm 2021. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 15 tháng 6 năm 2016. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, hiện đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 6 năm 2009. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 10 năm 2007. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 4 năm 2021. Và thưa quý vị, vừa rồi là visa bulletin của tháng 4 của năm 2021 và vừa rồi trình bày cho quý vị là cái phần B của cái visa bulletin. Cho nên giống như là cái câu hỏi của anh Huệ và của chị Thụy đó, thì cái đó là cái ngày mà cho phép được chuẩn bị cái hồ sơ. Cho nên trở lại cái câu hỏi của anh Huệ, cái hồ sơ của mẹ của anh là tháng 1 của năm 2016, thì bây giờ nó đang cho phép chuẩn bị là tháng 6 của năm 2016. Đó là cái lý do tại sao mà gia đình của anh đã được tiến hành đóng tiền làm hết thủ tục rồi. Cho dù là xong hết rồi thì chưa có quyền phỏng vấn, tại vì cái quyền phỏng vấn nó phải đáo hạn thì lúc đó mới có thể phỏng vấn được. Thì cái đó là phần A của cái visa bulletin. Thì phần A mình sẽ chiếu trong phần 2 của cái chương trình. Nhưng mà trở lại cái câu hỏi của chị Thụy đó, là nếu mà chị coi cái phần B của cái visa bulletin thì nó đang cho phép chuẩn bị hồ sơ vào tháng 6 của năm 2009 thôi. Hồ sơ của bác hoặc là của ông cụ là tháng 1 của năm 2011 lận. Nhưng mà chị đang có mặt ở đây và Tuấn đã nói rồi, nếu mà khi nó tới cái phiên của chị mà chị vẫn còn có mặt đây mà ở đây đúng theo cái luật pháp thì chị có quyền nộp đơn xin thẻ xanh ở đây. Còn nếu mà chị không ở đây đúng theo luật pháp thì có thể phải làm thủ tục ở bên lãnh sự quán của chị là Canada, thì nó thuộc về Montreal. Cảm ơn quý vị, cảm ơn chị Thụy và anh Huệ rất là nhiều. Và thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho phần đầu của chương trình chiều tối nay, và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong một giây lát.